Em sẽ đập hộp cho các bác và anh em một cái siêu phẩm mới về karaoke là VA12 màu gỗ các bác nhá. Dùng cho những phòng 34m² này. Hai loa này, hai đường tiếng này. Công suất trung bình là 400W này, công suất cực đại của nó là 1200W này. Trở kháng 8 ohm này. Độ giải tần hoạt động từ 45Hz cho tới 20kHz. Cái độ nhạy của nó là 97dB. Nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện về nó sẽ như này. Một cái tem niêm phong hàng chính hãng của Woolworth các bác nhé. Và Hoàng Long em là một đơn vị đầu tiên đập hộp cái và giới thiệu phiên bản này tại Việt Nam luôn. Rồi, bây giờ là cái nhân vật quan trọng nhất đây. Đến đây phiên bản VA12 màu gỗ, phiên bản Pro các bác nhé. Được nhà sản xuất họ dập chìm cái logo ở đây. Rất chuyên nghiệp luôn. Và phía trước mặt thì nó có một cái e-căng bằng thép và logo Woolworth dập nổi ở phía trước đây. Thì đằng sau có hai cái lỗ thông hơi thiết kế theo chiều dọc. Và ở phía dưới thì có hai cái đường cắm hoa dưới dạng lưu trích. Đây, nó đầy đủ thông số kỹ thuật giống như ngoài vỏ thùng thôi. VA12 Pro. Công suất từ 400-1200W maximum, trở kháng 8 ohm, màu gỗ tự nhiên luôn. Và thùng thì rất chắc chắn. Ở trên thì có thiết kế tay móc để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển. Và nó có cái hai ốc chờ để chúng ta có thể treo đứng hoặc là chúng ta có thể treo ngang nhờ hai cái ốc chờ ở dưới đây. Khi tháo ra thì chúng ta sẽ thấy được một cái thiết kế phải nói là rất đẹp. Bát 30, xương đúc, rồi họng kèn rất lớn. Các cái ốc thì được sử dụng là ốc lục giác. Thì đây là một trong dòng loa full chuyên nghiệp vừa hát karaoke. Và nó thiết kế rất đặc biệt để nó cải tiến cái chất âm, nó tinh tế, ngọt ngào. Để chúng ta khi mà chúng ta nghe nhỏ nhẹ, tí tách du dương, nó cũng thể hiện rất tốt, rất xuất sắc các giải âm thanh từ bát đến chép. Với gia đình thì chúng ta chỉ cần duy nhất một cặp loa này thôi, chứ không cần phải dùng nhiều bộ dàn âm thanh. Tức là nó vừa hát karaoke hay và vừa nghe nhạc cũng rất hay. Và cuối cùng là trưng bày cũng rất là đẹp. Và đặt những đôi loa như này vào trong phòng khách của chúng ta mà nó nhiều đồ nội thất bằng gỗ ấy, thì nó còn tôn lên cái vẻ sang trọng trong cái phòng khách chúng ta nữa. Một cái màu sắc rất tươi mới, nó mang thêm cái năng lượng, mang thêm cái sự hứng khởi, mang thêm cái sức sống trong cái phòng khách của chúng ta. Và sau đặc biệt là sau những giờ làm việc mệt mỏi thì chúng ta có thể hát karaoke, nghe nhạc, giải trí trên tất cả trong một trên một cặp loa VA12 Pro này. Xin trở lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với ly hào sâu, lộng cho mai với những địa lô đã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi.